mình nói giả sử nha, chuyện đã báo động quý vị nên dự trữ lương thực đúng không? Nhưng mà chị không có nói là ngày, nhiều khi mình mua gạo qua 3 tháng thì nó bị mọt, thì thà nó bị mọt hoặc là mình cứ gần 3 tháng mình ăn cái đó thì mình mua tiếp còn hơn á, là ngày mai xăng nè, bữa kia có kêu mua xăng đúng không, à xăng nhớt bữa nay cũng lên giá, thì tại vì khi mà ở trên á cho Kiệt biết à, những cái nạn này mình sẽ bị, thì Kiệt cũng lên đây Kiệt nói là những cái nạn này mình bị, nhưng mà Kiệt đâu có biết rõ cái chi tiết đâu quý vị. Còn quý vị mà cứ nói ờ à, từng nào bị thằng ngày nào bị cái đó vậy là bà cũng bó tay á, thì lỡ ngày mai nghe điên điên đây bên Trung Cộng tấn công Đài Loan, mình nói giả sử hiện bây giờ chỉ có Nga với Ukraine là hai nước đang đấu thôi, còn những NATO thì chỉ là tiếp tế về vũ khí thôi, mà mình đã thấy cái giá xăng nó lên khủng khiếp rồi, là mình đã thấy bắt đầu có sự recession, là bị khủng hoảng kinh tế toàn cầu rồi, mà thêm một cái vụ này nữa ở bên đây con rắn bên này cái đầu nó còn lắp ngáp, nó chưa có đầu hàng, nó chưa chịu ngồi để hòa đồng với vị, nó sẽ thua, nhưng mà thua kiểu nó cũng muốn mất mặt phải không, thì Nga sẽ thua chứ không phải là Nga thắng, nhà Nga thua, hiện giờ Nga đã thua rồi quý vị thấy không, một nước hùng mạnh bây giờ bị cả thế giới tẩy chay, và đồng thời á dân bây giờ cũng đang đói khổ, nội bộ cũng lộn xộn, mà đánh một cuộc chiến phi nghĩa không biết đánh để làm gì nữa, Nga đánh Ukraine không biết đánh gì đó, thì con rắn nó còn ngáp ngáp nhưng mà ngắn nó sẽ ngoan hiền lại, rồi bắt đầu tự nhiên cái đầu con rắn bên kia, rắn này lại là dạng hai đầu nha, cái thể chế các mác là còn hai rắn độc tài với các mác Lenin đó, thì là Trung Cộng nó đánh là Đài Loan, thì quý vị nghĩ dầu hỏa cũng không có vô được nước Việt, tại vì mình đi mua dầu mua xăng trên thế giới từ nước này sang nước nọ, cái sự vận chuyển trên biển thôi là thấy không được rồi, huống chi cái biển Đông á, cái nước Việt nó có cái eo biển vậy mà muốn đi ngang là những cái tàu dầu mà đưa đưa cho nước Việt á cũng sẽ bị cản trở bởi bởi chiến tranh nữa, thì có phải là mình không có năng lượng thì có phải là nước Việt bị rối loạn không, chưa tính nữa không biết bữa giờ mình bán gạo của mình cho Trung Cộng với lương thực mình bao nhiêu rồi, mà vụ lúa mùa của những miền Tây năm nay và năm ngoái cũng thất mùa nữa, mình sẽ đói mình sẽ khổ thiệt á, cho nên những lời Việt nói á, mình chỉ cần con người mình cái bụng á, là sáng buổi trưa buổi tối ăn buổi, mà đến lúc đó một buổi buổi ăn á, không biết có hay không nữa đó, thì quý vị thấy nó có rối loạn không, mà khi rối loạn á những nạn cướp bóc con người những bản là những đứa nhỏ sau này nó không có học qua, nó không có gọi là mình dùng cái chữ nó không có học về tâm linh nhiều, nó không có biết nó chơi game với nó đua đòi không, nói bữa mà ăn mừng nó banh đó, trời ơi, có nhỏ kia không mặc đồ luôn nữa mà dám đi ngoài đường, thời đại chỉ có nước Việt Nam thời nay mà làm kiểu đó, chứ Mỹ cũng chưa dám nữa, công nhận học cái gì không học, học cái đó giỏi thì nó sẽ ra đường nó làm náo động đó. Công an không biết lúc đó núp ở đâu nữa, sẽ có đói thiệt các quý vị, cho nên cứ ráng tin Kiệt đi, nghe lời Kiệt một lần cuối đi, tôi nghe lời hôm nay tôi dự trữ lương thực, quý vị thấy không, mấy năm trước nửa năm trước Kiệt kêu mua vàng, hôm nay giá vàng nó lên khủng khiếp, người nào nghe lời Kiệt cũng giàu rồi đó, rồi mình đâu biết cái chiến tranh nổ cái rầm tiền Việt Nam thành tiền giấy không chừng nữa, thì không biết chắc nghe, mà 80% thì những lời gì Việt nói quý vị cứ nhắm cái hướng thì mình thấy có phù hợp với cái thời đại với hoàn cảnh, thì quý vị cứ làm đâu mất gì đâu, còn hơn là lúc đó cái than trời trách đất, trời ơi sao không ai nhắc tôi rồi, trời ơi tôi khổ gì cũng kêu cha hết, lúc đó thì hôm nay cha mới nói à cho thằng con này lên nói quý vị để mà tu tập, để mà lại sám hối, để quay lại nhắc nhở là đó là sàng lọc đó, đó là cái ân huệ mà Thượng Đế cha trời mẹ đất tặng cho nước Việt,
Có một người á, mặt dày này lên đây nói á, những nước